Tòa Giám mục Phát Diệm, 75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022. Thư mục vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm. Kính thưa quý cha và anh chị em, Hội Thánh đã bước vào mùa vọng, chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, ngày của niềm vui. Nhưng niềm vui của chúng ta không chỉ là niềm vui tự nhiên, mà là niềm vui trong Chúa. Thánh Phaolô mời gọi, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. 1. Niềm vui vì có Chúa Giêsu trong cuộc đời. Đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống, cuộc sống gia đình và xã hội dần dần phục hồi và mở ra những cánh cửa hy vọng. Tuy nhiên, thế giới lại rơi vào những khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng do chiến tranh gây nên. Nhiều người đang thất nghiệp, nhiều anh chị em vẫn bấp bênh trôi nổi trong hoàn cảnh của một người di dân, một số đông giáo chức và nhân viên y tế bỏ nghề. Nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu những sang chấn tâm lý, nhiều người còn đang trong cảnh nghèo đói, cô đơn. Những bất ổn khó khăn trong đời sống gia đình không ngừng gia tăng, những tệ nạn và tội phạm vẫn lan tràn trong cộng đồng. Làm sao có thể vui được? Anh chị em thân mến, đúng vậy. Nhưng niềm vui của chúng ta là niềm vui trong Chúa. Qua 2 năm đại dịch, chúng ta đã cảm nghiệm thấm thía thế nào là sự bấp bênh mỏng giòn của thân phận con người. Cũng từ đại dịch, chúng ta nhận ra rằng nguyên nhân cuối cùng làm cho người ta chết là vì thiếu oxy, chứ không phải vì thiếu tiền bạc vật chất hay thiếu cơm bánh. Không ai nhìn thấy oxy, nhưng cái mình không nhìn thấy lại là điều thiết yếu nhất để sống, mà người ta thường không quan tâm đến nó. Kinh nghiệm về sự sống thể lý này giúp chúng ta xác tín chính Thiên Chúa, đấng mà chúng ta không thấy và dễ quên lãng, mới là đấng toàn năng có thể cứu nhân loại và làm cho chúng ta được sống, chứ không phải tiền bạc hay của cải vật chất. Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến độ đã ban Con một để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Chúng ta cảm nhận niềm vui sâu thẳm và vô cùng lớn lao vì Thiên Chúa yêu thương loài người đến mức ban tặng người Con yêu dấu để làm người như chúng ta và ở lại trong thế giới này cho đến tận thế. Con thuyền của nhân loại chao đảo vì phong ba bão táp, nhưng Chúa Giêsu đang ở trong con thuyền này. Chúa là ánh sáng chỉ đường và là đấng giải thoát, là tình yêu và lòng thương xót ôm ấp từng người trong thân phận khổ đau yếu hèn. Ngài gánh lấy tội của tôi, liều thân chịu chết vì tôi và cho tôi được thông phần vào sự phục sinh của Ngài. Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung năm 2022, xin anh chị em củng cố sự hiệp thông với Chúa bằng cách gia tăng đời sống nội tâm, chuyên chăm học hỏi và cầu nguyện với lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và chầu thánh thể riêng tư trong thinh lặng. Anh chị em vất vả lao động để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đừng để tiền bạc của cải cuốn hút mình xa rời Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Giới trẻ hãy nhìn lên Chúa để định hướng cuộc đời, hãy can đảm bước đi trên con đường của tin mừng. Đừng để tiền bạc, lạc thú hay bạo lực đánh cắp cuộc đời chúng con. 2. Niềm vui được sống trong hội thánh hiệp hành. Trong giai đoạn 2, 2022-2023 của dự án Mục vụ 10 năm, giáo phận Phát Diệm đang thực hiện kế hoạch gia tăng đức ái và sống chiều kích hội thánh hiệp thông và tham gia. Đây cũng chính là mục tiêu chung của hội thánh toàn cầu và hội thánh Việt Nam trong tiến trình hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ.
Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ, không chút liên đới với nhau. Nhưng Ngài muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Hiến chế tín lý về giáo hội số 9. Đức Kitô phục sinh hôm nay đang sống trong hội thánh và tuân đổ ân sủng cho chúng ta qua hội thánh. Không thể đến với Đức Kitô là đầu nếu không kết hợp với thân mình của Ngài là hội thánh. Hội thánh từ bản chất là thánh thiện, nhưng lại bao gồm những con người yếu đuối và tội lỗi. Hội thánh của Chúa không phải là các thiên thần, mà là những con người đầy khuyết điểm và bất toàn. Chúa Giêsu đã thiết lập một hội thánh như thế. Hội thánh càng bước đi trong lịch sử lại càng mang những nếp nhăn nheo xấu xí của người mẹ già. Nhưng đó là mẹ tôi. Tôi yêu mến mẹ tôi. Mẹ tôi xấu xí, khó thương, nhưng nhờ máu châu báu của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần hằng thanh luyện và đổi mới để mẹ tôi thành hiền thê xinh đẹp tinh tuyền. Mọi thành phần dân Chúa, kể cả các mục tử, còn nhiều khuyết tật và bất xứng, nhưng tôi không thất vọng. Trái lại, tôi hạnh phúc vì được sống trong hội thánh, vì tôi tin vào Chúa Thánh Thần. Để làm cho hội thánh xinh đẹp hơn, chúng ta tiếp tục kiến tạo một hội thánh hiệp hành. Hiệp thông, hiệp hành là bản chất, là lối sống thường hằng của hội thánh, chứ không chỉ là phong trào hay khẩu hiệu. Vì thế, các giáo xứ và cộng đoàn hãy thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ để chân thành lắng nghe nhau, cùng nhau phân định để tìm ý Chúa trong bầu khí cầu nguyện, rồi quyết tâm đổi mới chính mình và cộng đoàn. Tinh thần hiệp hành không cho phép nóng vội hoặc kết án nhau, nhưng đòi phải kiên nhẫn, khiêm tốn và có lòng yêu thương. Nhờ hiệp hành, hội thánh sẽ được thanh luyện và đổi mới để trở nên xinh đẹp, dễ mến và có khả năng hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Nhờ hiệp hành, hội thánh sẽ huy động được sự tham gia của toàn thể dân Chúa để tạo nên sức mạnh và phục vụ hiệu quả hơn. Nhờ hiệp hành, không ai bị quên lãng hoặc bị gạt ra bên ngoài, và như vậy, sứ điệp tin mừng trở thành đáng tin hơn. 3. Niềm vui trao tặng cho tha nhân. Không những chúng ta củng cố hiệp thông với Chúa và trong hội thánh, mà còn phải thể hiện hiệp thông qua việc thực thi bác ái với tất cả mọi người. Anh chị em đừng quên rằng, việc quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó cũng có tầm quan trọng như điều răn yêu mến Chúa. Trong đại dịch COVID, các cộng đoàn và cá nhân đã rất quảng đại và tích cực giúp nhau vượt qua đau thương về tinh thần cũng như thể xác. Việc làm của anh chị em là một chứng từ sống động và cao cả của đức bác ái Kitô giáo. Anh chị em hãy tiếp tục chăm sóc giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật, các bệnh nhân, người lao động xa quê, và cũng đừng quên những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, những bậc cao niên, các em mồ côi, những người bị bỏ rơi. Niềm vui được ban tặng cho chúng ta để chính chúng ta lại trao tặng cho anh chị em mình. Loan báo tin mừng là việc bác ái cao cả, vì chúng ta trao tặng chính Chúa Giêsu cho anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và tích cực làm chứng cho tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Anh chị em thân mến, nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2023, xin kính chúc anh chị em đầy tràn ân sủng, bình an và niềm vui trong Chúa. Giữa muôn ngàn âu lo thử thách, anh chị em hãy tiến bước trong niềm tin tưởng có Chúa ở cùng chúng ta. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm.